Iris Sahan F-74 gia nhập hạm đội vào ngày 1 tháng 12 năm 2018. Tàu này được thiết kế dựa trên tàu Vosper Mark 5 của Anh. Năm 2021, tàu đã hoàn thành chuyến hành trình từ Vịnh Ba Tư đến biển Baltic và tham gia vào cuộc diễu binh của Hải quân Nga. Với chiều dài khoảng 94m và chiều rộng 11m, Iris Sahan có độ mớn nước khoảng 3,25m. Những kích thước này cho phép nó thực hiện một loạt các hoạt động hải quân trên các môi trường hàng hải khác nhau. Hệ thống đẩy của Iris Sahan có 4 động cơ diesel cung cấp năng lượng cho tàu, cho phép tàu đạt tốc độ lên tới 30 hải lý và phạm vi hoạt động khoảng 3.700 hải lý khi di chuyển ở tốc độ 15 hải lý. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng nó được trang bị nhiều hệ thống và vũ khí tiên tiến đáng gờm của Hải quân Iran như hệ thống tên lửa chống hạm Nu và Quader, có khả năng tấn công tàu địch từ khoảng cách xa. Ngoài ra nó còn có hệ thống vũ khí tầm gần để phòng thủ và chống lại tên lửa cũng như máy bay đang bay tới. Thông thường, phi hành đoàn của Iris Sahan có khoảng 140 nhân sự, bao gồm sĩ quan, thủy thủ và kỹ thuật viên chuyên ngành, chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng các hệ thống cũng như vũ khí đa dạng của tàu. Quy mô phi hành đoàn này được thiết kế để đảm bảo hoạt động hiệu quả và sẵn sàng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.